Mến chào quý vị khán thính giả đến với tin tức thời sự trên kênh SPTV của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị thông tin nhà báo Đặng Thị Hèn Ni, luật sư này đã phải trả giá ít nhất 3 lá đơn của công ty Đại Nam, vợ chồng doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Nhà báo hết thời Hèn Ni được biết đến qua vụ việc drama của CEO Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng từ những bài viết với nội dung công kích và phản ánh trái chiều trực tiếp vào quỹ từ thiện Hằng Hữu nhằm đánh tráo khái niệm từ một người với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, từ một nhà báo có sự nghiệp tỏa sáng và một vị thế không nhỏ, cũng như là những nỗ lực đóng góp thành quả vào báo chí tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, thì nhà báo hết thời Đặng Thị Hèn Ni còn nhận được sự ưu ái từ đồng nghiệp, cũng như là độc giả phong tặng nhiều danh hiệu và nổi bật nhất là danh hiệu người quả cảm đi tìm công lý. Cho đến tại thời điểm hiện nay, thì nhà báo Hèn Ni là tâm điểm của cả cư dân mạng trong và ngoài nước. Những kênh YouTube bảo vệ chính nghĩa về những phát ngôn sai lầm xuyên tạc nhằm định hướng và dẫn dắt dư luận. Nếu như Hèn Ni không xuất hiện vào thời điểm hiện nay, thì không mấy ai biết đến những gì sau những thành công là những việc làm khuất tất cũng như chịu sự kỷ luật. Vào cuối năm 2012, do Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng Nguyễn Tấn Phong ký quyết định thi hành cảnh cáo đối với nhà báo Đặng Thị Hèn Ni với lý do tại nơi làm việc đã có hành vi xấu, đã xúc phạm danh dự nhân phẩm đối với đồng nghiệp. Những hành xử này đã vi phạm nghiêm trọng nội quy và ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của cơ quan. Ngoài ra, nhà báo Hèn Ni còn điều kiện và di chuyển xuống làm nhân viên khai thác, phát hành báo. Những bài viết của Hèn Ni thể hiện cho chúng ta thấy sự lệch chuẩn với danh hiệu người quả cảm đi tìm chân lý với nội dung từ thiện. Yêu cầu nữ CEO Nguyễn Phương Hằng sao kê quỹ cá nhân Hằng Hữu để minh chứng. Cái tự minh bạch trước khi đề nghị người khác sao kê với những lời lẽ chỉ trích thì Hèn Ni cũng nhận được không ít sự tranh cãi trái chiều từ cộng đồng mạng và người dân và cũng từ những phát ngôn gây xôn xao dư luận. Những lối viết tiêu cực nhằm mục đích chống đối thì Hèn Ni bị cư dân mạng lên án và những góp chút đời tư đã vạch vòi. Đồng thời, những cách thức chiêu trò những vụ lùm xùm với doanh nghiệp cũng đã bị phanh phui và những chứng cứ lợi dụng bút danh quyền hạn để làm cho các doanh nghiệp cùng các phương thức quảng cáo. Đặc thù nhất là phát ngôn gây sốc nhằm giảm niềm tin của người dân cũng như là mỗi độc giả thính giả với kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Kênh VTV1 là kênh giả, VTV1 đưa tin, quy chụp nghệ sĩ. Nếu như đăng tin kiểu này thì dân không còn niềm tin vào chính quyền nữa rồi. Qua những bài viết và kênh YouTube của Hèn Ni đăng tải với lối viết thiếu đạo đức ngành nghề, sử dụng ngôn từ nhằm mục đích gây hiềm khích, hưởng ứng khởi nghiệp tập thể không theo trình tự pháp lý, lợi dụng phương tiện thông tin truyền thông đại chúng và mạng xã hội, cố ý phản bác những điều sai sự thật, tư tưởng tư thủ cá nhân với chức danh nhà báo kim luật sư đã chứng tỏ thượng tôn pháp luật. Đáng chú ý nhất là mặc dù đang trong thời gian ngừng sử dụng mạng để kiểm điểm bản thân với tư cách là cán bộ công nhân viên đại diện cho một tổ chức ngành báo pháp luật phía Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước thì Hèn Ni dường như xem thường cơ quan công an khi vẫn tiếp tục livestream và ngạo ngôn sử dụng tài nguyên quốc gia thì nộp tiền chứ không phải có công, thậm chí sử dụng không hiệu quả còn có tội với đất nước. Chưa thấy vụ nào mà cộng đồng mạng lại bức xúc và mong xử lý đến như vậy. Vi phạm rõ ràng, chửi bới mỗi ngày, vu khống khắp nơi nhưng không hiểu sao, cơ quan chức năng chậm xử lý. Thời hạn giải quyết đơn tố cáo cũng như đã sắp hết hạn, người dân thì chờ mỗi ngày. Ngoài ra thì Hèn Ni còn có mối quan hệ và liên kết với những thành phần chống đối nhà nước Cộng hòa, xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lại một câu hỏi có hay không, Đặng Thị Hèn Ni cũng là một phần tử hay nên nhớ nước Việt Nam, chỉ có một vài, chỉ có một mà thôi. Mọi suy luận và đánh giá tư cách cũng như là nhân văn đối với nhà báo kim luật sư đã bị điều chuyển với bút danh Đặng Thị Hèn Ni dành cho mọi độc giả vì cá nhân tôi có đôi lời gửi đến Hèn Ni. Nếu như Hèn Ni đã là người học cao hiểu rộng nắm bắt mọi điều luật và luật pháp của nước nhà, vậy tại sao Hèn Ni không vận dụng một yếu tố có ích cho bản thân để trực diện với doanh nhân Nguyễn Phương Hằng? Chúng tôi suy nghĩ rằng Hèn Ni cần phải sử dụng những học vấn để đáp trả mọi điều mà CEO Nguyễn Phương Hằng đã diễn đàn trong vùng drama này. Chỉ như vậy Hèn Ni mới khẳng định vị trí trong ngành nghề và người hâm mộ của mình.
Đằng này thì Hanny đã sử dụng một ngôn từ thiếu đạo đức, không có học thức. Đó là những gì mà thể hiện cho người dân thấy được chính phủ cần phải làm sáng tỏ mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai có quyền ngồi xổm trên pháp luật. Xử phải đúng người đúng tội, công bằng. Không được lạm dụng chức quyền, bẻ cong cán cân pháp lý. Tên Phạm Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và ông Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh phải trả giá đắt cho việc làm của mình trong những ngày sắp tới đây. Chúng tôi cũng như tất cả mọi người tin chắc rằng do Nguyễn Phương Hằng đủ khả năng biết mình bản thân trước tòa để tranh án, vì bà Hằng không làm sai, thậm chí bà đã làm đúng và đúng với quyền của một công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bà đã dũng cảm đứng lên tố giác tội phạm, vạch trần bọn nghệ sĩ lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân và còn rất nhiều những vấn đề khác. Kính thưa quý vị, mới đây thì ông Dũng Lò Vôi đã tuyên bố đanh thép rằng vợ chồng ông sẽ chiến thắng trong cái drama này. Bên cạnh đó thì ông Dũng Lò Vôi, chồng của bà Nguyễn Phương Hằng đã chuẩn bị đầy đủ tất cả những gì cần thiết nhất, những bằng chứng, những sự việc liên quan tới việc giảm án cho bà Nguyễn Phương Hằng trong phiên tòa sắp tới. Sự việc hơn một năm qua ai ai cũng có thể nhìn thấy và cái đúng cái sai cũng có thể nhận định và thấy rõ những góc khuất trong xã hội, trong từng nhân vật được réo tên. Và đặc biệt nếu như theo Điều 331 thì tại Việt Nam cũng đã có những trường hợp đấu tố trên sóng livestream. Thậm chí là những người đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật giải trí, những ngôi sao hạng A như là Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Trang Khàn và rất nhiều nghệ sĩ khác, họ cũng xúc phạm người dân, xúc phạm đến công chúng và ngay cả đối với người ngưỡng mộ. Thậm chí ngay cả nhân vật Trang Khàn, thành phần nổi cộm trên không gian mạng trong suốt mấy năm qua, luôn sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa, thuần phong mỹ tục, phát ngôn bừa bãi v.v. Vậy tại sao cơ quan chức năng không áp dụng điều này với họ? Tại sao họ lại được quyền tự do ngôn luận? Còn siêu Nguyễn Phương Hằng thì lại bị bắt và còn ghép vào tội danh Điều 331 của Bộ Luật Hình sự. Thông tin về nữ siêu Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam là một cú sốc toàn cầu. Một luật sư đã lên tiếng cho rằng Điều luật 331 là một điều luật duy hiến và cảnh báo rằng điều luật đã biến tất cả người dân Việt Nam trở thành một tù nhân dự quyết nếu họ dám đưa ra những quan điểm trái nhãn của chính quyền. Vị luật sư Vũ Đức Can từ Canada đã nhận định rằng Điều luật 331 của Bộ luật Hình sự ở Việt Nam là đã vô hình chung biến tất cả người dân Việt Nam đều có khả năng trở thành một tù nhân dự quyết của chế độ. Chỉ cần họ có bất cứ một hành vi biểu hiện nào đó không phù hợp với nhãn quan, quan điểm chính thống của chính quyền, thì Điều luật 331 sẽ được sử dụng để trấn áp và luật sư cũng để ý thêm điều luật mà nhà chức trách sử dụng để cáo buộc bà Nguyễn Phương Hằng là một điều luật vi hiến. Ông nói đây là một điều khoản an ninh nhằm hình sự hóa những biểu hiện về chính trị và lâu nay vẫn thường được chính quyền Việt Nam sử dụng để đàn áp những tiếng nói độc lập. Chúng ta cần phải nhìn rõ ràng Điều luật 331 Bộ luật Hình sự là vi hiến, đồng thời nó cũng phản ánh lại tất cả quy định của các luật nhân quyền quốc tế và các công ước về quyền dân sự và chính trị. Người dân Việt Nam trong và ngoài nước rất mong chờ các cấp lãnh đạo từ Trung ương cũng như các ban ngành bộ vào cuộc để công lý được sáng tỏ. Và con đường đi tìm chân lý chính nghĩa thật gian nan, trắc ẩn đôi khi cần phải hy sinh một cách thầm lặng, đánh đổi công dân, sự nghiệp để đem lại sự tôn vinh cho đất nước, cho con người. Con đường càng nhiều trong gai thì càng phải gắn bó keo sơn, kết đoàn vững lòng vào niềm tin khát khao cháy bỏng những gì mà trong khoảng thời gian vừa qua, vợ chồng chị đã tận tình giúp đỡ những trẻ em nghèo, những mảnh đời xấu số và mang lại cho họ một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Em là người nông dân bình thường ở miền Trung thôi, nhưng khi xem qua những việc làm của anh chị cảm thấy rất là ngưỡng mộ và cảm động vì anh chị đã làm được một điều mà bao nhiêu người con của dân tộc Việt Nam mơ ước, đem tiền sức cố của mình đi cứu những em bé vô tội mà biết bao nhiêu người lắm tiền chỉ biết bỏ túi thờ ơ. Việc làm đó đã nói lên dòng máu lạc hồng, con rồng cháo tiên, lá lành đùm lá rách, anh chị luôn nghĩ đến và làm rất tốt như có câu tục ngữ ca dao bài thơ mà những thế hệ trước đã nói là bầu ơi thường lấy bi cùng, tuy rằng khác sống nhưng chung một dàn. Đại diện cho những em bé, những gia đình khó khăn, chân thành cảm ơn đến anh chị rất nhiều. Mong em chị thoát hoạn nạn và làm nhiều hơn nữa để giúp ích cho xã hội và cứu những cháu bé vô tội mà trong xã hội này những kẻ giàu sang không ai thèm ngó đến. Họ chỉ biết bao che vơ vét cho riêng mình, ăn nhậu nhảy nhót. Mà dù hiện tại chị Nguyễn Phương Hằng đã sai phạm chỉ vì câu nói trên môi mà bị vi phạm pháp luật, thì điều đó chứng tỏ sự thật đã được phơi bày cho hàng triệu người dân, thấu hiểu được sự giả dối của kẻ xấu. Tất cả mọi người luôn luôn ủng hộ chị vì chị đã làm đúng và xứng đáng với người con của đất Việt.
Quý vị thân mến, mấy ngày gần đây có rất nhiều tờ báo đăng tải là Báo Công an Nhân dân, Báo Lao động, Báo Thanh niên, Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Vấn đề đặt ra quy định Viện Kiểm sát Nhân dân sau khi tiếp nhận kết luận điều tra của cơ quan công an thì sẽ được gia hạn thêm 15 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng. Còn các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thì sẽ được gia hạn tạm giam thêm 30 ngày. Đây là luật pháp quy định rõ ràng. Vậy thì trong trường hợp của CEO Nguyễn Văn Hằng, tại sao mà gia hạn 19 ngày bởi vì cơ quan cảnh sát điều tra công an đã gia hạn tạm giam lần 1 đối với bà Hằng đến 22 tháng 8 là hết hạn. Còn sau ngày 22 tháng 8 là bên phía công an, cảnh sát điều tra, sau khi công an chuyển giao hồ sơ cho Viện Kiểm sát, thì Viện Kiểm sát tiếp nhận là vào ngày 19 tháng 8 và vào ngày 19 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8 là còn 4 ngày, thành ra còn 4 ngày tạm giam của gia hạn lần 1, cộng với 15 ngày của đợt gia hạn tạm giam bên Viện Kiểm sát thành 19 ngày. Và thông tin chính xác là 19 ngày phù hợp theo quy định của pháp luật, chứ không phải là 20 ngày. Và để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi đa chiều của chúng tôi, quý vị đừng quên bấm like, share, đăng ký kênh để đón nhận những thông tin mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.